những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua. Tòa Bạch chế nhạo trước tuyên bố của Nga về việc tiêu diệt nhiều hệ thống HIMARS. Người nhái hải quân Ukraine phá hủy thủy lôi trên biển đen. Mỹ tiết lộ thứ ông Trầm đã nên thuê Wagner khao khát chiếm đoạt ở Basmus. Right Đức, Mỹ, Pháp không ngán chọc giận Nga bằng cách bất ngờ tặng Ukraine món quà lớn. Lính Nga thừa nhận bị ném vào vạt dầu, nhiều binh sĩ tìm cách trốn thoát khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Không quân Ukraine 25 lần xuất kích tấn công các vị trí của kẻ thù, số lượng quân xâm lược Nga bị tiêu diệt lập kỷ lục trong một ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Uyên My mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Tòa Bình Ốc chế nhạo trước tuyên bố của Nga về việc tiêu diệt nhiều hệ thống HIMARS. kết thưa quý vị, Tòa Bình Ốc cho biết họ không có bằng chứng cho thấy người Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa HIMARS. Điều này được đại diện của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố. Ông Kirby cho biết ông đã thấy những tuyên bố của Nga rằng họ đã tấn công các hệ thống HIMARS nhưng Washington không có thông tin để chứng minh cho tuyên bố đó. Ông Kirby lưu ý rằng quân chiếm đóng Nga đã từng sử dụng các báo cáo tương tự, có khả năng là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch của nhà độc tài Vladimir Putin. Hãy nói một cách rõ ràng ở đây. Đây là cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine. Và Putin có thể nói tất cả những gì ông ta muốn, rằng đây là một cuộc chiến nào đó chống lại phương Tây. Rằng điều này là cần thiết cho an ninh của ông ta, đây là Hoa Kỳ chống lại Nga, đây là NATO chống lại Nga, tất cả chúng ta đều biết về điều đó là vô nghĩa, ông nói. Người phát ngôn tòa bạch ốc nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Người nhái hải quân Ukraine phá hủy thủy lôi trên biển đen. Hải quân Ukraine đã chia sẻ một đoạn video được ghi lại cảnh người nhái của lực lượng này phá hủy thủy lôi trôi dạt trên biển đen. Hải quân Ukraine đã công bố hình ảnh về cách đặc nhiệm người nhái thuộc lực lượng này phá hủy thủy lôi nghi của Nga tại khu vực biển đen. Theo những hình ảnh được chia sẻ trong đoạn video kể trên, một người nhái hải quân Ukraine đã bơi ra tiếp cận quả thủy lôi, gài thuốc nổ và sau đó là kích nổ để phá hủy thủy lôi của Nga. Thủy lôi trôi giạt đang trở thành một vấn đề lớn với an ninh hàng hải tại các khu vực gần với vùng xung đột Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Nhiều thủy lôi đã được cả hai phe rải ra khu vực Biển Đen nhằm ngăn chặn tàu chiến của đối phương. Trước đó, trong một thông báo được đưa ra hôm ngày 29 tháng 6, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng Mikhail Mezinsev, tuyên bố một tàu nghiên cứu thủy văn cỡ nhỏ của Ukraine đã nổ tung sau khi va trúng thủy lôi ở vùng cửa sông Danube. Để hỗ trợ chức đoan giải quyết vấn đề này, chính phủ Anh đã lên kế hoạch viện trợ các tàu rà pháo thủy lôi cho hải quân Ukraine. Các thủy thủ Ukraine hiện đang được huấn luyện để vận hành các con tàu này. Nhiều trang thiết bị kỹ thuật và vũ khí hiện đại cũng sẽ được Hải quân Hoàng gia Anh bổ sung cho hai con tàu trên trước khi viện trợ cho Ukraine. Mỹ tiết lộ thứ ông chồng lính đánh thuê Warner khao khát chiếm đoạt ở Bakhmut. Mỹ cho rằng nhà tài phiệt Zhevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lĩnh đánh thuê khét tiếng nhất của Nga, muốn giành lấy quyền kiểm soát các mộ mũi và thạch cao gần thành phố Bakhmut hiện vẫn cho Ukraine kiểm soát. Một quan chức tòa Bạch Ốc cho biết. Quan chức tòa Bạch Ốc giấu tên cho biết thêm rằng có những dấu hiệu cho thấy động cơ liên quan đến tiền bạc đang thúc đẩy Nga và Fringosin đến chiếm bằng được thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, nơi được xem là chiến trường khốc liệt nhất ở Ukraine hiện nay. Ông Fringosin, dưới vai trò là chủ sở hữu của công ty quân sự tư nhân Wagner, cũng bị Mỹ cáo buộc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Cộng hòa Trung Phi, Mali, Sudan và các nơi khác để giúp tài trợ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Moscow đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng cáo buộc trên bắt nguồn từ cơn thịnh nộ chống Nga. Fringosin vốn bị các nước phương Tây trừng phạt nặng nề vì vai trò đáng kể của ông này trong cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Trong một buổi chia tay, những người từng bị kết án vừa hết hạn hợp đồng chiến đấu với Wagner ở Ukraine hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 1, ông Frigozin đã kêu gọi họ tránh bị cám dỗ giết người khi trở lại cuộc sống bình thường. Ước tính Wagner hiện có lực lượng gần 50.000 lính đánh thuê. Trong cuộc chiến ở Ukraine, Wagner được cho là đã mất hơn 4.100 chiến binh và có khoảng 10.000 người khác bị thương. Riêng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, tại chiến trường khốc liệt gần Bakhmut, tổ chức đánh thuê Wagner đã hứng thiệt hại nặng nề với hơn 1.000 người thiệt mạng. Vị quan chức Mỹ giáo tình nói. Tòa Bình Ốc cho rằng vào cuối tháng trước rằng tập đoàn Wagner đã nhận một lô hàng vũ khí từ Triều Tiên để giúp củng cố lực lượng Nga ở chiều Cổ đoàn. Một dấu hiệu cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của nhóm này trong cuộc xung đột. Triều Tiên đã bắt bỏ hoàn toàn thông tin này, cho đó là một cáo buộc vô căn cứ. Mỹ, Pháp không ngán chọc giận Nga bằng cách bất ngờ tặng cho Ukraine muốn quà lớn. Mỹ và Đức vừa nhất trí chuyển các phương tiện chiến đấu bộ binh tối tân tới Ukraine. Một ngày sau khi Pháp thông báo cung cấp cho Kiev xe tăng chiến đấu. Những động thái trên được cho là phản ánh sự thay đổi quan điểm của các nước này trong việc cung cấp vũ khí hàng nặng hơn cho Kiev. Theo Guardian, Tòa Bạch Ốc hôm ngày 5 tháng 1 tuyên bố, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhất trí rằng Mỹ sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley, thường được trang bị pháo tự động 25mm, súng máy 7,62mm và tên lửa chống tăng, trong khi Đức gửi xe bọc thép Marder cho Ukraine. Mỗi nước sẽ chịu trách nhiệm đào tạo quân nhân Ukraine sử dụng các phương tiện này. Đức cũng sẽ tiếp bước Mỹ chuyển hệ thống tên lửa Patriot tối tân tới Ukraine để giúp Kiev chống lại các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Biden và Thủ tướng Trump tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc của họ với Ukraine và người dân Ukraine. Tuyên bố chung của hai lãnh đạo cho hay. Phát biểu sau đó tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Biden cho biết ông đã thống nhất với Thủ tướng Trump về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine ngay bây giờ cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời điểm quan trọng. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giúp người Ukraine chống lại Nga, ông Biden nói. Ngũ giác đài và Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các xe bọc thép sẽ là một phần của gói hỗ trợ quân sự lớn hơn dành cho Ukraine sắp được công bố. Ukraine đã nhiều lần nói rằng họ cần 600 đến 700 xe chiến đấu bộ binh cộng với 300 xe tăng từ các đồng minh phương Tây để có cơ hội chọc thủng hàng rào phòng thủ ngày càng kiên cố của Nga dọc với tiền tuyến. Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Pháp thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng hàng nhẹ AMX-10RC, phương tiện di chuyển bằng bánh chứ không phải là bánh xích, nhưng dùng chung khẩu pháo hàng nặng như trên xe tăng. Đây là lần đầu tiên xe tăng do phương Tây thiết kế được chuyển cho lực lượng vũ trang dục đoàn. Ben Parry, cựu chỉ huy xe tăng của quân đội Anh và nhà phân tích chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế bình luận. Xe tăng có khả năng mang tính quyết định vì không có gì thay thế được nếu bạn muốn tấn công đội hình của kẻ thù ở các vị trí phòng thủ. Một cuộc tấn công đột phá đòi hỏi phải sử dụng kết hợp xe tăng, thiết giáp hàng nặng và bộ binh chiến thuật tấn công tiêu chuẩn đã có từ Thế chiến thứ hai. Hiệu quả của bộ binh tăng gấp đôi, thậm chí chỉ với sự trợ giúp của 3-4 xe tăng, ông Paris nói thêm. Lính Nga thừa nhận bị ném vào vạc dầu, nhiều binh sĩ tìm cách trốn thoát Ukraine càng sớm càng tốt. Một người chiếm đóng đã nói về tình hình theo hướng Saboria và lấy làm tiếc rằng Đáng lẽ anh ta đã không nên rời đi từ Syria để tới chiến trường Ukraine. Những người chiếm đóng Nga phàn nàn về tình hình tồi tệ ở hướng Zabrecki. Thay vào đó, họ mơ ước thoát khỏi chiến tranh và trở lại Syria vì họ sợ áp lực lên lực lượng vũ trang Ukraine. Theo những kẻ xâm lược, họ chỉ đơn giản là ném vào pháo binh của Ukraine. Điều này được chứng minh bằng một đoạn ghi âm mới do Cơ quan An ninh Ukraine công bố trong cuộc trò chuyện với vợ người lính nhảy dù nga thừa nhận rằng mặc dù có kinh nghiệm tham gia cuộc chiến ở syria anh ta cũng tin tưởng vào những chiến thắng dễ dàng ở ukraine tuy nhiên khi đi theo hướng zapriki anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình do đó kẻ chiếm đóng ghen tị với những quân nhân nga khác đang có kế hoạch được gửi đến syria Bản thân người chiếm đóng cùng với quân đội còn sống của quân khu phía đông Liên bang Nga đang cố gắng chống lại quân phòng thủ Ukraine khi họ thường xuyên tiêu diệt các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Putin. Binh sĩ Nga cũng thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine có đầy đủ thiết bị và vũ khí tốt hơn họ ở chiến trường. Trong cuộc điện thoại với người thân bị an ninh Ukraine thu được, người lính Nga nói rằng họ chỉ ném chúng tôi vào pháo binh, bộ binh. Chúng tôi được thông báo khoảng 20 người sẽ vào làng. Chúng tôi phải lấy xe vào và xông ra đối đầu với kẻ thù. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi đã bị xé toạc. Tiểu đoàn thứ hai không còn tồn tại nữa. Chúng tôi còn lại 20 người từ đơn vị bình thường của chúng tôi. Cần lưu ý rằng quân đội Nga có thể sống sót sau cuộc chiến nếu họ đầu hàng. Vì mục đích này, có một đường dây nóng do Ukraine công bố để họ có thể gọi và đầu hàng. Bằng cách gọi vào đường dây đó, người Nga sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách đầu hàng an toàn nhất có thể. Trước đó, những người chiếm đóng Nga bắt đầu nhận ra rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga còn lâu mới diễn ra theo đúng kế hoạch của Điện Kremlin. Trong số họ, họ thảo luận về số lượng quân số cần được huy động để không bị thất bại nặng nề. Theo những kẻ xâm lược, chúng ta đang nói về 5 triệu lính nghiệp vụ. Không quân Ukraine 25 lần xuất kích tấn công các vị trí của kẻ thù. Số lượng quân xâm lược Nga bị tiêu diệt lập kỷ lục trong một ngày. Các máy bay chiến đấu và trực thân của Ukraine hôm thứ Năm đã thực hiện 25 lần xuất kích để giao chiến và tiêu diệt các cục thiết bị và điểm tập trung nhân lực của Nga. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thông báo tin này trong bản cập nhật buổi sáng của mình, được Uniform đưa tin. Trong ngày qua, quân chiếm đóng Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 13 cuộc không kích, cũng như là 68 lần bắn loạt pháo phản lực, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Basmos, Kortyanskaya và Kourakhov của vùng Donetsk, Nikopol của vùng Dnipropetrovsk và Kherson, có thương vong trong dân thường. Mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và không kích vẫn hiện hữu trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Kẻ thù tiếp tục tập trung nỗ lực, tiến hành một cuộc tấn công theo hướng Basmuth. Họ không đạt được thành công nào ở các khu vực Adiska và Kurbyan. Ở các hướng Novabaleska, Zaporizhia và Kherson, người Nga đang phòng thủ tích cực, bắn phá các vị trí của quân đội Ukraine và các đối tượng dược sự. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở các vùng Luhansk và cả vùng Donetsk không có dấu hiệu nào của các nhóm tấn công được thành lập ở các hướng Volin, Volisia, Sivasnina và Slobohansina. Việc hợp nhất các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng vào lĩnh vực pháp lý của Liên bang Nga vẫn tiếp tục. Như vậy, tại thành phố Holiska, vùng Donetsk, thời hạn cấp hộ chiếu Nga đã được rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 10 ngày. Ngoài ra, biển số xe và giấy phép lái xe của Nga đang được cấp trong khu vực. Trong ngày qua, lực lượng không quân đã thực hiện 20 cuộc tấn công vào các cụm quân địch, cũng như 5 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của chúng. Trước đó một ngày, ở hướng đông, các đơn vị tên lửa phòng không đã tiêu diệt một máy bay cường kích Su-25, một trực thăng tấn công Ka-52 và một UAV Orlin-10 của Nga. Lực lượng tên lửa pháo binh đã bắn phá ba cứ điểm, bốn cụm, hai kho đạn. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra bản cập nhật mới về tổn thất của Nga. Đặc biệt, trong ngày 5 tháng 1, đã có 810 binh sĩ Nga bị tiêu diệt ở Ukraine, con số cao nhất trong những ngày đầu năm. Theo báo cáo, từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 5 tháng 1 năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 109.720 quân xâm lược Nga, trong đó có 810 binh sĩ trong ngày qua điều này được nêu trong báo cáo của bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine công bố trên Facebook. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htinews. gmail Com. Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.